Ở tập trước, chúng ta đã biết được vì sao 707 lại quý mến ông bà về đến vậy. Từ nhỏ, 707 là một đứa trẻ mồ côi hay bị bạn bè ăn hiếp. Bà không được xúc phạm anh. Thương tình, ông bà về đã cưu mang và dạy dỗ 707 đến ngày hôm nay. Dĩ nhiên, 505 và Killer San không thoát khỏi sự trả thù từ 707. Trong khi đó, như thường lệ, Rim và bóng đen vẫn bị Insan làm cục nhân không mong muốn. Thậm chí, còn có sự xô xát nhẹ giữa In và bóng đen. Ở mặt khác, trẻ trâu Xì Chum và Xì Tin đang gặp phải một con ma bí ẩn. Hắn chuyên xuất hiện từ các cửa sổ trong nhà. Pháp sư không tin lời nói của hai trẻ trâu và cái kết còn sợ hơn cả Tin và Chum. Cuối cùng, hai nhóc đã bị người đàn ông bên cửa sổ này bắt đi. Liệu pháp sư có cứu được Xì Chum và Xì Tin hay không? Mời các bạn xem tập 137 này nhé. Tập 137, người đàn ông bắt cóc Alpha và cái kết. Xanh không trong mong cuộc tình ta luôn mê say gì. Xanh đây đâu chỉ yêu mình. Xanh ơi, Xanh, Xanh. Không xong rồi Xanh ơi. Vụ gì vậy pháp sư? Xì Chum, Xì Tin bị bắt cóc rồi. Hả? Hai đứa làm gì mà bị bắt cóc từ tập 1 tới tập 137 vậy? Không biết nó ăn ở làm sao nữa, bị bắt hoài à. Mà ai bắt? Nè, đứa này bắt nó nè. Hả? Còn hai cậu bắt hả? Ủa đâu hai cậu? Như sao vậy? Người đàn ông bên cửa sổ. Hả? Là một người đàn ông? Đúng rồi. Vậy phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát đi bóp chân ơi. Đúng rồi, chẳng phải. Chứ sao? Không phải đàn ông người, đàn ông ma. Hả? Một con ma? Đúng rồi, ma. Vậy là phải kêu thầy diệt ma. Diệt ma hôm nay lập tức pháp sư. Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Phải kêu thầy bắt ma mới được. Đúng rồi. Đi 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 mau lên. Pháp sư ơi, cứu em bị té guỗng rồi. Trời ơi, gì hậu đậu vậy Sanh? Gì hậu đậu vậy Sanh, có nhiều đó cũng té rồi. Trời ơi, trời. Pháp sư khỏi cứu em nữa. Đếm nhiều pháp sư đi ra khỏi cánh đồng guỗng này. Kiếp pháp sư bất mà. 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 Khoan khoan khoan. Gì vậy pháp sư? Pháp sư này cũng biết bắt ma mà. Ôi, phải không á? Từ lúc bắt Slenderman ở tập 34 tới giờ không bắt thêm được con ma nào nữa luôn á. Là tự ái nha bạn. Tự ái gì? Dù gì cũng là man chính nha. Ủa, tưởng 404 là man chính chứ. Được rồi. Vậy kỳ này tôi sẽ bắt cho bạn coi con ma này và giải cứu Xì Chum Xì Tin ra cho bạn coi. Ồ, dữ vậy sao? Theo tôi. Ok. Dạ em nghe nè. Dạ em không có. Vậy đưa cho em đi. Hả? Thi cái gì vậy anh Sáu? Hả? Hả? Wow. Trời, nắng chút xíu mà đòi đấm mặt trời luôn. Rảnh như vậy anh Sáu? Mà đấm dở mặt trời có tốt không vậy hay anh? Dạ, em hiểu rồi. Ồ, anh Sáu đang chuẩn bị sức yêu kìa. Vẫn không ăn thua rồi anh Sáu ơi. Tới anh trai ruột của em rồi. Hả? Vỡ thiệt luôn rồi kìa.
Anh Sáu tốt ghê á. Trong túi lúc nào cũng có bánh quy cho anh Tư ăn trơn á. Đúng là bạn tốt hả? Sến, pháp sư. Ê, bắt con ma nào vậy? Cho anh pha bắt chung nha ơi. Sến, đã với. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại bà. Vất vả cho bà quá. Bà xã, có đáng chi đâu mà ông khách sáo nè. Mình là vợ chồng với nhau mà, phải mãi mãi ở bên nhau chứ. Mà nè, 707, con đứng đó nãy giờ chi vậy? Cũng hơi kỳ nha con. Tội nghiệp thằng bé, lúc nào cũng thui thủi một mình, không bạn, không bè. Hay là bà kiếm một người bạn gái cho nó đi. Bạn gái? Có biết gu của nó là con gái hay là con trai đâu. Sao ăn nói xà lơ dữ vậy bà? Ủa, rồi bắt ma chưa? Ma đâu bắt? Thì pháp sư phải đi tìm con ma đó chứ. Biết đâu mà tìm. Vậy kế hoạch của pháp sư là gì vậy? Kế hoạch gì? Ôi đất ơi, vậy 404 là men chính đúng rồi ông ơi. Không biết làm gì hết trơn á. Im. Đừng có khinh thường pháp sư như vậy. Như vậy sao? Hãy xem pháp sư thể hiện và bắt con ma đó nè. Thể hiện? Coi đi. Ủa, tự nhiên bốc lịch chi vậy pháp sư? Bộ tính đi tù hả? Sĩ gì á? Một cái đầu con hổ được làm bằng giấy mà pháp sư vừa đặt từ Shopee. Để cho em đổi nè. Làm cái cho pháp sư nữa. Lại một cái đầu con hổ mà pháp sư vừa đặt từ Shopee nữa. Quá dữ. You'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Rồi giờ mình làm gì nữa pháp sư? Đội lên chứ làm gì? Ủa, mình đội đầu thỏ này chi vậy pháp sư? Pháp sư search trên Google thì con này nó rất là thích thỏ, nên mình giả dạng làm thỏ, dụ nó ra, sau đó. À, ý kiến hay, mình đi vòng vòng dụ nó đi pháp sư. Thỏ đây, con thỏ đi ăn cỏ, uống nước nhỏ, chui vô hang. Mà pháp sư ơi, con nó ra chưa, sao mà lâu dữ vậy? Gán đi, pháp sư cũng mệt mà, từ từ nó ra. Xíu nữa thôi nha, em mệt lắm rồi á. Gán đi. Yeah.
gấp ghê lắm nha. Ai còn hỏi sắp đi này, dám lừa ta, ta sẽ ăn thịt tụi bay. Đi rồi. Ê, Pháp sư. Sanh mới phát hiện ra một thứ rất là hay ho nè. Cái này là gì? Là cái lưới đó. Cái lưới hả? Hiểu ý em rồi chứ. Đầu tiên mình sẽ dùng cái lưới này dán ra, tiếp theo đó nó sẽ nhào vô và bị mắc bẫy. Cuối cùng mình sẽ bắt nó và dạy cho nó một bài học nhớ đời. Pháp sư, hay sao Pháp sư? Chuyển liền. Vô, nhăn lưới liền. Nhớ làm theo đúng kế hoạch nha Pháp sư. Gì hết vậy sao anh? Vậy thì mình chơi kế hoạch B đi. Ủa? Tiếng Anh Pha. Đúng rồi á, Anh Pha. Ủa tới đây chi vậy? Cũng biết lắm. Anh Pha, chạy đi. Chạy đi Anh Pha ơi, Chạy đi Pha. Pháp sư ơi, Sanh ơi, mở cửa cho Anh Pha vô với. Mở cửa. Ủa, cửa tự mở luôn. Hên quá. Sanh ơi, Pháp sư ơi, con ma ở đâu cho Anh Pha bắt giới nè. Mày đâu bắt ai hả mày? Hả? Anh Pha bị bắt rồi. Vậy là chết nó rồi. Đúng rồi, vậy là chết anh Pha rồi. Không. Hả? Vậy chứ chết ai? Chết nó. Hả? Biết đâu, nhưng việc chính mà chắc cứu được. Thả ta ra, con ma này. Thả ra, con ma. Làm ta kẹt cổ á. Em đi, ông ma quá thằng nhóc. Ba ngày nữa ta sẽ ăn thịt người.
Anh Nam ơi. Chị đi. Hả? Xì tin. Xì châm nữa. Sao hai người lại ở đây? Em với châm bị cái thằng gì bên cửa sổ ấy bắt vô trong đây nè. Ngồi chưa nóng đít nữa, anh vô đây anh ngồi chung rồi. Vậy tụi mình cùng nhau thoát ra khỏi đây đi. Thôi thoát ra không được đâu. Nó gào lên hết trơn rồi. Mà không sao đâu. Có anh ở đây là em yên tâm rồi. Sao hả? Tại anh là em trai của anh 404 mà. Trong đây không biết khi nào anh trai mới. Hả? Anh Tư, anh tới rồi hả? Em mừng quá. Cứu em ra khỏi đây đi anh Tư ơi. Hả? Sao hả? Giờ anh đi đâu mà không cứu em liền đi? Nãy có thêm một con thỏ sắp bị đánh nạp mạng cho thầy. Hôm nay đúng là ngày đại hỷ. Có nguyên một con thỏ to bự ăn cả đầy con mất. Oh.
Không lẽ anh Tư bỏ mình thiệt hả sao ta? Anh muốn tới kìa. Anh hả? Anh Tư, cứu em tưởng anh đi rồi chứ. Hay quá, anh Tư đây rồi. Em tưởng anh bỏ em mất tiêu luôn, là em sợ quá trời luôn. Vậy hả? Em cứ tưởng anh đi. Thôi mình đi. Cứu em hả? Đi. Take a shot at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic blow. Ủa, vậy còn tụi mình tính sao, Pháp Sư? Thì đói bụng quá, có ai cứu tôi không dạ? Em thèm sốt cà chua. Sắp hết phim rồi, mà sao ai cứu mình chơi vậy sao? Em không biết đâu, tự nhiên cứu em bất ma gì. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop aothevu.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với mẫu áo mới tinh của shop áo Thế Vũ.com. Và in chìm trên áo là chiến thần Error xanh 707. Đây là nhân vật đang được rất nhiều bạn yêu thích vì vừa mạnh vừa ngầu nữa. Các bạn có thể lên web áo Thế Vũ.com mua online hoặc gọi hotline số điện thoại bên dưới để mua trực tiếp nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha.